Thưa quý vị và các bạn, theo lời của chủ quán nói với chúng tôi rằng cái đặc thù riêng của cái quán Hồ Lô Đỏ là ở cái nước chấm. Chính vì vậy cái nước chấm là phải rất là đặc biệt, lưu ý và cũng như là cầu kỳ của nó. Đấy. Như quý vị thấy là bao nhiêu thứ thì vào mới pha được cái món nước chấm như thế này. Thế này đã xong chưa? Xong rồi anh ạ. À. Xin phép quý vị tôi thử nếm thử nhé. Nó cay cay, ngọt ngọt nhưng mà đặc biệt nó có mùi rất là thơm. Nhưng mà cay thế này cay quá đối với tôi. Cay quá. À, tiếp theo thì chúng ta phải chờ nước sôi phải không ạ? Vâng ạ. Thế sau đó nước sôi xong thì ta làm gì? Nước sôi xong thì ta chua một ít bột và đây là bột rong. Đúng không ạ? Và bây giờ ta chờ nước sôi thì rồi ta chua vào. Rồi, nước sôi rồi. Quý vị ơi, tôi thấy thơm lắm rồi đấy ạ. Thấy có mùi của lá mắc mật này, có mùi của mắc kén này, đúng không ạ? À, cay cay của ớt nữa, nồng nồng. Và bây giờ nồi nước dùng người ta đã sôi, ta bắt đầu xuống bột. Bây giờ là mời ăn đến đâu thả ăn đấy thì nó sẽ ngon hơn. Ăn đến đâu thả ăn đấy giống kiểu như mình ăn lẩu ấy hả? Vâng. À, thôi bây giờ món ăn đã sẵn sàng rồi. Mời quý vị hãy ra bàn thưởng thức món Thắng Cố Ngựa cùng với Quang Thắng. Xin mời ạ. Và Nhung ơi, bây giờ cách ăn như thế nào Nhung? Anh Thắng giới thiệu các cái đồ để ăn với Thắng Cố thì đã thiếu rau của em rồi. À, thiếu rau trong à? Trong này thì mình ăn với cả rau muống anh này. À. Rau muống này, có rau cải xanh này, cải thảo này. Và đặc biệt không thể thiếu được lá ngải anh nhé. À. Tại vì có lá ngải và sẽ làm dậy mùi của Thắng Cố rất nhiều. À. Và thật ra thì khẩu vị mỗi người một khác. Mùa nào thức đấy, nhưng mà đã đến Hải Phòng thì mình ăn bánh đa đỏ anh nhé. Sự khác biệt giữa quán Hồ Lô Đỏ cũng như là ở trên miền núi là đặc biệt ở món rau. Thắng Cố trên kia không có rau, nhưng mà tại sao ở đây lại có rau ở Nhung? Cái rau này là tại vì là cái nồi Thắng Cố là mình sử dụng nhiều loại gia vị nóng như là bột quế hay là hạt mắc kén, cũng là những vị rất nóng. Thành ra là mình ăn thêm rau, vừa là để dễ ăn, vừa là để hài hòa, cho bớt cảm giác nóng. Và cái món này mình ăn vào cái thời tiết thu xe lạnh này thì rất là hợp lý đúng không? Đây mình cho tất cả những cái đồ này vào. À, như quý vị đã nhìn thấy, rất là hấp dẫn. Và tôi có hỏi, hai nơi Thắng Cố rất đặc biệt của nước ta, Đồng Văn và Mường Khương. Thì ở Đồng Văn thì họ bảo Thắng Cố bắt buộc phải làm bằng bò. Còn ở Mường Khương thì họ lại bảo là Thắng Cố bắt buộc phải làm bằng ngựa. Thế bây giờ tôi chưa biết được bên nào đúng, bên nào sai. Chính vì vậy thì tôi về cái quán Hồ Lô Đỏ tại Hải Phòng, gọi là trung gian của hai bên, để tôi ăn cái Thắng Cố này xem nó như thế nào. Ăn thôi, bây giờ ăn thế nào đây? Bây giờ mình sẽ cho rau và cho bánh đa vào anh nhé. Ơi không, anh không ăn rau và bánh đa đâu. Ngon như này anh phải ăn không thôi. Dạ, em cứ bảo cho anh ăn rau với bánh đa và nó no thì tí anh không ăn được cái này à? Khôn hết. Thôi, anh ăn không thôi nhá. Dạ. Mời quý vị nhá. Ngon quá rồi, hấp dẫn quá. Dậy mùi rất là thơm. Ăn không ngấy đúng không? Dạ không hề ngấy, hôm nay anh ăn mai vẫn có thể ăn tiếp được. Thế thế nào ạ? Vị thơm rất ngon và đặc biệt là ngọt. Dạ. Cực kỳ ngọt quý vị ạ. Quý vị và các bạn thân mến, Quang Thắng sau khi đã nếm thử thì thấy rằng là cái món Thắng Cố Ngựa này rất là ngon và rất là lạ. Mùi vị thì rất đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Còn cái nước xương ngựa để nấu món Thắng Cố này thì cực kỳ ngọt. Ngọt đây không phải là do gia vị mì chính, mà ngọt đây là ngọt từ xương và từ những cái mà ta cho vào để ta nấu. Ví dụ như là thịt ngựa hay là tiết ngựa hay là cuống tim hay là quả tim. Đó. Và bây giờ chúc cho chủ quán ngày càng thành công. Xin chúc sức khỏe quán. Chúc sức khỏe. Và chúc cho quán ngày càng đông khách. Dạ, cảm ơn. Chương trình ẩm thực độc đáo xin trao kỷ niệm chương cho món Thắng Cố Ngựa tại quán Hồ Lô Đỏ, địa chỉ 52/241 Lạch Tray, thành phố Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi xin cảm ơn tới nhãn hàng Sơn Expo của công ty For Orient đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình này. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.